Đó đó, trời ơi, ơi cam ăn. Ôi cam ăn. Ôi, ôi. 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 Ôi cam ăn. Mình sao bắt. Rồi xuống sông luôn. Xuống sông luôn rồi. Cái kìa, trời ơi các. Thăm thăm thuốc ơi, thăm thuốc ơi. Thăm thuốc ơi. Có gì, rồi rồi, đứng đó đợi, đứng đó đợi. Ừ. Cho tùng dạy nha. Ê. Ô đây nữa bạn. Cá nè. Con này khủng khiếp luôn. Con này nữa nè, trời ơi. Khổng lồ luôn. Trời ơi cái đuôi. Thủy tiên kiếm bạn ơi. Đây. Bạn coi nè, ăn cá. Ghê chưa? Khủng khiếp chưa? À, đây còn. À, dạ. Bộ buồn đi lụp cá chưa bạn ơi? Buồn đi lụm cá chơi. Quá. Ủa con cá măng các bạn ơi. Đây nè. Nè. Cá măng các bạn ơi. Trước con cá. Ôi cá măng đó bạn. Khủng khiếp chưa? Nãy con kia gấp đôi con này. Rồi đi lụm cá chét. Quá trời, nó dậy. Ôi, quá trời con cá rồi. Quá trời nó bự luôn. Này phơi khô ăn đã luôn. Quá trời cá bự rồi. Kệ đi xíu nữa, xíu hơi nữa. Nào đem một để nó coi mắt con cá. Ồ nó nằm à. Ấy à. Quá trời luôn. Ô cá này xu ơi. Chìm nhóc luôn. Ôi con cá nè. Ôi khủng khiếp luôn. Đâu, quá giận cá bự các bạn ơi. Ồ nó kìa. Khiếp luôn chà. Chà bá luôn. Vô mảnh nè bạn ơi. Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thuốc cá nha các bạn. Thuốc cá vuông để thả tôm. Giờ mình sẽ quay cái thuốc cá cho các bạn coi nha. Đây, cái thùng thuốc cá mình anh mình mới đi xây về nè. Đó. Này cái cây thuốc cá rồi cái mình bỏ vô máy xay vậy cũng được vậy nè. Đó. Giờ mình sẽ xớt thuốc cá này ra mình thuốc ở trong vuông tôm nha. Đó, đây thuốc cá nha các bạn. Đó, xay ra nhuyễn vậy luôn nè. Giờ để mình sang ra mình xuống vuông mình quay cho các bạn coi nha. Giờ anh mình chặn lưới nha cả nhà. Để đừng cho cá nó chạy ngược lên á. Vuông thì nó rộng tuốt ở trên này nè, đi xa lắm trên đó. Giờ mình chặn con khúc này mình giăng lưới để đừng cho nó cá nó chạy ngược lên. 52 tháng rồi vuông. Hả? 52 tháng rồi vuông rồi. Rồi bây giờ đi xuồng thôi cả nhà. Đó giờ hồi đó thì nhỏ nhỏ còn lội chứ bây giờ lội hết nổi chứ không phải là không lội. Nhỏ thì siêng lắm. Lớn lên thì càng ngày càng làm biến, bơi xuồng chạy máy không. Giờ có xe rồi rồi khỏi hết xuống ra hết xuống xuồng luôn. Chỉ có xuống xuồng đi đặt cua giăng lưới thôi. Giăng ta lưới nè, mình giăng ngang chặn giăng ngang cái đường kinh để chặn lại nha cả nhà. Đó mình sẽ thuốc ở đây nè, khu vực này nè. Đó, thấy cá thì cũng nhiều lắm á. Nó dồn xuống đây. Sình thì nó cạn mà nó lúng thì nhiều. Đây cái hang lịch nữa cả nhà ơi. Để vài bữa mình làm cái clip câu lịch cho cả nhà coi nha. Không gài không có thời gian đi. Đó, anh mình giăng 3-4 quận để chặn cá lại. Đó.
anh mình lộ qua đó và chặn cái đường kinh bên đó luôn. Chỉ có hai đường kinh thôi, với cái đường ở dưới là cái đường cống sổ nước lấy nước vô ga. Hả? Có nữa hả? Kìa anh mình lụm sò kìa. Đã vậy? Câu lội đây. Có sò nha các bạn. Giờ mình lội qua mình coi luôn. Để đợi nước luôn. Đợi tiếng hồi mình lội mình bắt sò luôn. Ý, có sò nè. Nè nè. Nè các bạn, đó đó. Bạn thấy không? Sò nè. Bắt lên bạn coi nha. Đó. Đó, đi đi thú cá mà có sò bự luôn. Ý, đang con nữa nè. Chà bá luôn. Bự không rồi các bạn ơi. Quá trời sò bự luôn. Đây nè, anh mình bắt thêm 3 con nữa nè. Rồi ở cái hang lịch nó bự. Quá trời hang lịch nè. Cho mình bắt đầu bỏ thuốc cá nha cả nhà. Đó. Cho lấy cái gạo á xúc đại. Cho mình bơi vòng vòng thuốc vòng vòng khu vực này nè. Đó. Chỉ một đoạn này thôi. Không tắm là cần có cá ngát thôi. Đó, cá chạy quá trời nè. Đó, nó chạy, nó nhảy đó. Đó giờ giờ cho mình giải thuốc nè. Hồi bao lưới hồi nó chìm á. Nó tắn chìm luôn. Ba mặt đó mà không biết sao. Ba mặt luôn. Theo vuông. Bắt đầu cá nó thấm thuốc nha các bạn. Đó, nó chạy rồi nè. Đó, cá nó thấm thuốc rồi nha. Hôm nay chiều mát. Cá thấm thuốc chạy rồi. Trời ơi, đó đó. Đây mình đi bắt nha cả nhà. Đây con cá dũa nè. Còn khỏe á. Một con. Lưỡi trâu, cái này cá lưỡi trâu. Chạy ngược lại. Đó. Vô cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu nè. Đây con còn gì bự nè. Ý, con cá gì bự nè. Đây con cá dũa nè. Quá trời cá này. Cá gì ngộ bự chà bá. Đây con cá này nó trắng tươi nè. Yeah. Lấy cái vợt, bỏ vô. Ê con cá gì vậy? Chạy dữ rồi. Con cá đuôi chụp nó lại. Còn cá đối nữa nè. Dính. Cá nâu bạn ơi. Nè nó chìm nè. Đó. Thấy không? Mờ mờ. Đó. Chà bá luôn. Đó, con cá đối nè. Canh nó vớt nha. Vô. Cá
nó nút dữ rồi. Cái vũa giờ bắt mang sò mới nãy nha. Bắt mình để này 5 con bự bự không. Dưới này con nè. Đâu? Ba con rồi. Chìm mày. Không, bữa nãy là bên đó lội thì có đó. Đâu? Quá giận cá bự các bạn ơi. Ồ nó kìa. Khiếp luôn chưa? Chà bá luôn. Má trời ơi. Vô mảnh nè bạn ơi. Đây nữa bạn, cá nè, con này khủng khiếp luôn, con này nữa nè, trời ơi, khổng lồ luôn, trời ơi cái đuôi, thủy tiên kiếm bạn ơi, đây. Bạn con nè, ăn cá, ghê chưa, khủng khiếp chưa. Dạ. Bộ buồn đi lụm cá chưa bạn ơi. Buồn buồn đi lụm cá chơi quá trời ơi. Đây con rồi đây. Đây đây đây, hai con luôn mà. Trước con cái gì? Ở đó một con. Trời nó dậy. Dừa. Đi vô luôn. Con nữa. Cá măng. Cá măng. Ủa con cá măng các bạn ơi. Đây nè. Nè. Cá măng các bạn ơi. Trước con cá. Ôi cá măng nữa bạn. Khủng khiếp chưa? Nãy con kia gấp đôi con này. Rồi đi lượm cá chét. Quá trời, nó dậy. Ôi, quá trời cá rồi. Quá trời nó bự luôn. Này phơi khô ăn đã luôn. Để mắt con kia hữu kìa. Chà bá luôn kìa, trên đó kìa. Dứt đi, dứt đi. Đó con bự nữa bạn. Trời ơi, nó dậy nè. Ba trời cá bự rồi. Kệ đi xíu nữa, xíu hơi nữa. Để nó cho mắt con cá. Đi đây 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 nè, đây nè. Đây bạn, cá nè. Ồ, nó nằm à. Ấy da. Quá trời luôn. Ô cá này Xu ơi. Chìm nhóc luôn. Ôi con cá nè. Ôi khủng khiếp luôn. Giờ nó chìm mà chứ biết sao giờ. Quá trời cá chét luôn. Rồi giờ mình bắt cá vô nha. Quá trời con cá này. Khủng khiếp luôn. Dục đại vô đi tí hồi lên chảnh này xịt. Nè có con này khủng khiếp nữa nè. Ồ con cá. Cá
cá măng nha các bạn. Cái này là cá măng nè. Cá măng. Ghê không dính con nào. Hai tay lưới nè, rõ. Trời ơi. Một thùng với hai tay lưới đầy luôn các bạn. Ô coi kìa. Nẹo luôn. Quá trời. Rồi lên đi tôi xách thùng cá cho. Ơi. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Các bạn xem video thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.